Đây là cách để anh em cân bằng cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta chìm vào trong những cuộc vui hay những trận game xuyên màn đêm với suy nghĩ sẽ lấy lại được cân bằng cuộc sống. Nhưng sau đó mới nhận ra rằng nó chỉ khiến mình thêm mệt mỏi. Ngủ trước 11 giờ đêm hiện nay thức khuya đang trở thành một xu hướng. Thậm chí có những hội cú đêm ra đời. Tuy nhiên các bạn thừa biết những nguy hại của việc thường xuyên thức khuya mà. Việc thức khuya trong thời gian dài làm thay đổi nhịp sống sinh học bình thường của cơ thể, dễ dẫn đến sa sút sức khỏe. Tâm lý bất ổn và mạnh nhất là đột quỵ. Mỗi khi thức khuya thì sáng sớm mai bạn luôn thấy mệt mỏi và cần ngủ nhiều hơn. Bắt đầu ngày mới sớm hơn 15 phút, bình thường bạn thức dậy vào lúc 7 giờ sáng thì ngày mai hãy đặt chuông lúc 6 giờ 45 phút. Tỉnh dậy sớm hơn 15 phút thôi cũng khiến bạn có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Dậy sớm hơn, tỉnh táo hơn và tinh thần cũng thoải mái khi không cần phải vội vàng làm gì cả ăn sáng đầy đủ chúng ta lời ăn sáng, đơn giản vì thỉnh thoảng nó hơi phiền phức với những người lười nấu nướng hay chẳng thấy ngon miệng khi mới thức dậy đã phải ăn rồi. Nhưng ăn sáng là bữa ăn vô cùng quan trọng, nó sẽ đảm bảo việc cung cấp đầy đủ năng lượng chiến đấu cho chúng ta đến trưa. Nếu không ăn thì tầm 10 giờ sáng bạn sẽ bắt đầu đói. Nhiều người không đói bởi vì dạ dày bạn dần quen với điều đó. Tuy nhiên về lâu về dài việc mắc bệnh về đường tiêu hóa là không tránh khỏi. Đặc biệt khi stress càng cần yêu thương cái dạ dày bạn hơn nhé. Đi bộ 15 phút có những khoảng thời gian cần để cho trí óc được nghỉ ngơi. Ngồi yên một chỗ và không ngừng suy nghĩ là không hay chút nào. Đứng dậy đi lại một chút và bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực. Trong lúc đi, cố gắng không suy nghĩ gì cả, đơn giản là đi thôi. Đây là giải pháp nhanh chóng giúp bạn lấy lại được sự cân bằng cảm xúc ở hiện tại, lên 3 nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày khi vạch rõ ra hôm nay phải làm gì bạn sẽ đỡ bị dối trong mớ bòng bong một loạt các công việc khác nhau chỉ cần ba nhiệm vụ chính thôi vạch ra và thực hiện nó sau khi viết ra bạn sẽ không có cảm giác mình đang bị quá nhiều thứ chất đống ở đấy giúp đỡ người khác chỉ với hành động nhỏ bé bình thường như là cầm dùng đồ giữ hộ cửa hay lấy giúp tài liệu sẽ thấy bạn thoải mái hơn nhiều tại sao nghiên cứu cho thấy khi bạn giúp ai một việc gì đó thì tự mình sẽ thấy bản thân có giá trị hơn đồng thời nhận lời cảm ơn ai cũng thích đặc biệt là đàn ông chúng ta. Trò chuyện với người thân bảy thói quen hàng ngày dắp nam roi can bang cước xong mỗi tối tâm sự cùng những người thân yêu là bí quyết giúp cân bằng cuộc sống. Dành thời gian từ 15 đến 30 phút để ngồi cạnh trò chuyện với bạn gái hay gọi điện nếu có người thân ở xa. Thời đại công nghệ sẽ giúp chúng ta trong chuyện này. Có nhiều thứ cứ ôm vào mình sẽ rất là mệt thay vào đó chia sẻ sẽ nhẹ nhàng hơn và biết đâu lại nhận được những lời khuyên phù hợp. Để cân bằng cuộc sống và công việc hàng ngày cũng không quá khó khăn như bạn nghĩ chỉ là mình sắp xếp mọi thứ xung quanh sao cho khoa học hơn một chút